Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nước lũ tràn qua chân núi Himalaya ở miền Tây Trung Quốc đã cuốn trôi các cây cầu, nhà cửa và sườn đồi thành dòng nước lũ màu nâu cuồn cuộn, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 166 người mất tích hôm thứ Năm khi mưa lớn trên nhiều vùng của Trung Quốc. Lũ lụt ở phía Tây Tứ Xuyên là tồi tệ nhất trong hơn 60 năm qua đối với một số khu vực, với hơn 220.000 người buộc phải sơ tán. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ và Tân Hoa Xã trên toàn quốc, ít nhất 46 người đã chết vì thời tiết khắc nghiệt kể từ Chủ nhật. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại và giao thông vận tải gần như bị đình trệ ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người thương vong ở Tứ Xuyên là do một vụ lở đất lớn xảy ra ở một khu nghỉ mát tuyệt đẹp bên ngoài thành phố Đô Giang Yển, khiến 18 người thiệt mạng và 107 người mất tích. Một người sống sót nói với Tân Hoa Xã rằng toàn bộ sườn đồi đổ sập xuống các cụm nhà nghỉ dưỡng, nơi cư dân thành phố tránh cái nóng mùa hè. Tiếng ồn giống như sấm sét và kéo dài trong 2 hoặc 3 phút. Ý nghĩ đầu tiên của tôi sẽ bị chôn vùi, Cao Tuyển Thạch, 47 tuổi, nói. Ông cho biết đường dây điện thoại bị cắt, vì vậy dân làng phải đi bộ đến các văn phòng chính quyền gần đó để kêu cứu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một thung lũng đầy bùn và đá, chỉ có ngọn cây thò ra ngoài. Những người cứu hộ ướt sũng đội mũ bảo hiểm và áo phao, làm việc chủ yếu bằng các dụng cụ cầm tay để tránh làm hại bất kỳ người sống sót nào còn bị mắc kẹt bên dưới. Tân Hoa Xã cho biết tổng cộng có 352 khách du lịch đã được giải cứu khỏi khu vực vào tối thứ Tư. Tổng cục Dân sự tỉnh Tứ Xuyên cho biết có ít nhất 31 người chết và 166 người mất tích. Tân Hoa Xã cho biết một trận lở đất khác ở quận A3 của Tứ Xuyên đã khiến 3 người thiệt mạng và 12 người khác mất tích. Lở bùn và lũ lụt thường xảy ra ở các vùng núi của Trung Quốc, giết chết hàng trăm người mỗi năm, nhưng ở một số khu vực, lũ lụt hiện nay đã là tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ. Các báo cáo cho biết lượng mưa 394mm đổ xuống Đô Giang Yển trong hơn 40 giờ bắt đầu từ thứ Hai là lượng mưa lớn nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được lưu giữ vào năm 1954. Cũng ở phía Tây, hơn 2.000 người đã được giải cứu sau khi bị mắc kẹt vài giờ hôm thứ Tư. Trong một đường hầm đường cao tốc giữa Đô Giang Yển và Vân Xuyên, tâm chấn của trận động đất ở Tứ Xuyên cách đây 15 năm khiến 90.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Các cây cầu đã bị đóng cửa và dịch vụ xe lửa bị đình chỉ ở một số nơi trong tỉnh. Tại quận Bắc Xuyên gần đó, lũ lụt đã phá hủy các tòa nhà và phá hủy các vật trưng bày tại đài tưởng niệm các nạn nhân động đất. Lũ lụt cũng khiến một cây cầu gần 60 năm tuổi ở một quận lân cận bị sập, khiến 6 phương tiện lao xuống dòng lũ dữ và khiến 12 người mất tích. Khu vực này nằm ở chân đồi của cao nguyên Tây Tạng, nơi có những ngọn núi nhô cao từ lưu vực Tứ Xuyên đông dân cư. Các dòng sông chảy xiết nhanh chóng tràn bờ, gây ngập lụt nhiều thị trấn và một số khu vực của thủ phủ Thành Đô, nơi nước dâng đến tầng 2 và ngập đầu ô tô. Ở Thành Đô, những cây cầu đá và những ngôi nhà gạch dọc theo bờ sông đã bị cuốn trôi, trong đó có một chiếc mà người dân đang trú ẩn, trong khi những chiếc khác đổ sập xuống đất bão hòa vốn đã nứt toác do trận động đất 8,9 độ Richter năm 2008. Ở phía bắc tỉnh Sơn Tây, ít nhất 12 công nhân đã thiệt mạng hôm thứ Ba khi một trận mưa bão dữ dội gây ra sự sụp đổ của một phân xưởng khai thác than dở dang mà họ đang xây dựng. 3 người khác chết đuối trong một chiếc ô tô ở tỉnh Hà Bắc bên ngoài thủ đô, trong khi thêm 11 người được báo cáo đã chết hoặc mất tích ở tỉnh Vân Nam, Bắc Kinh, Nội Mông và tỉnh Cam Túc. Thưa quý vị, theo tin tức của Đài Tiếng Nói Trung Quốc, trong những ngày qua, mưa lớn đã đổ xuống nhiều nơi ở Liêu Ninh, đặc biệt là khu vực Phủ Thuận, nơi có lượng mưa lớn nhất kể từ khi có hồ sơ thủy văn. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ lụt thảm khốc ở Phủ Thuận đã khiến 54 người chết và 97 người mất tích. Sau trận lụt, giao thông, cung cấp điện và thông tin liên lạc giữa các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như Nam Khẩu Tiền và Hồng Đầu Sơn bị gián đoạn, hơn 10 ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đã trở thành những hòn đảo bị cô lập. Phóng viên của chúng tôi đã đến thăm làng Hải Dương, thị trấn Nam Khẩu Tiền, huyện Thanh Viễn, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và trở thành nhóm phóng viên truyền thông đầu tiên vào làng Gudao sau trận lụt. Thị trấn Nam Khẩu Khiêm, huyện Thanh Viễn, Phủ Thuận là khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng nhất ở Liêu Ninh và làng Hải Dương từng bị lũ lụt bao vây và trở thành một hòn đảo bị cô lập. Ban đầu chỉ mất 20 phút lái xe từ đường cao tốc thị trấn Nam Khẩu Khiêm đến làng Hải Dương, nhưng con đường ngập nước vẫn chưa được thông xe hoàn toàn nên phóng viên phải đến huyện Thanh Viễn qua đường cao tốc Thẩm Dương Cát Lâm, sau đó quay trở lại làng Hải Dương. Đường mới được thông qua hôm qua, hố sâu và phù sa khiến xe buýt di chuyển nặng nề khó khăn.
làng Hải Dương bị chia cắt thành hai phía Nam và Bắc bởi sông Hải Dương, và phần thấp hơn phía Nam là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở lối vào làng, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt mệt mỏi, cô ấy tên là Chu Kinh Lan, cô ấy vừa chi 130.000 nhân dân tệ để xây một ngôi nhà mới, từ việc sở hữu một ngôi nhà mới trở thành vô gia cư. Chu Kinh Lan, một người dân ở làng Hải Dương, muốn khóc nhưng không khóc nổi. Chu Kinh Lan cho biết, tôi vừa xây một ngôi nhà mới vừa trang trí xong. Họ gọi tôi đến nhận nhà và tôi đã ra ngoài. Nước tràn vào nhà, gỗ rơi xuống nước, tôi vẫn chưa dọn vào ở. Tôi chưa sống trong đó, tôi sống trong một nhà kho. Bao nhiêu tiền tôi đã gom góp để xây dựng ngôi nhà này? Nó có giá trị 130.000 nhân dân tệ. Tất cả đều do tôi tiết kiệm trong 20 năm qua. Giờ lũ đã rút, chỉ còn cây cầu gãy trên sông khiến người ta nhớ lại trận lũ dữ ở đây mấy ngày trước. Theo chân người dân xách nước suối, bánh quy thịt nguội lội qua sông. Ở bờ Nam sông thấy Tôn Trung Văn, giám đốc điện ảnh của Liên hoan phim Nam Trung Quốc, đang phân phát cẩn thận từng món đồ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Sau trận lụt, nước sinh hoạt của hơn 100 hộ gia đình ở phía Nam làng Hải Dương vẫn là một vấn đề lớn. Một người dân cho biết, từ khi bị cắt nước, gia đình họ không nhóm lửa đun nấu vì không có nước. Có thể nhìn thấy những ngôi nhà và cây trồng bị cuốn trôi và sụp đổ ở khắp mọi nơi trong làng. Và sân của mỗi hộ gia đình đều bị bao phủ bởi một lớp bùn dày. Các chiến sĩ cảnh sát vũ trang của quân đội giải phóng nhân dân đã trở thành nhóm người bận rộn nhất trong làng, dọn sạch phù sa trong sân, sửa chữa những con đường bị nước làm hỏng, mang lương thực và thuốc men. Vương Tiên Minh, phó đội trưởng đội cảnh sát vũ trang Fusion cho biết, công việc hiện tại của chúng tôi chủ yếu là đi đến các làng khác nhau, giúp họ cung cấp thức ăn và nước uống và tổ chức cứu hộ y tế. Thứ hai là ổn định quần chúng, hỗ trợ tìm kiếm và giải cứu những người mất tích và làm một số công việc của chúng tôi sau đó. Lý Hồng Kỳ, tham mưu trưởng đội cứu hỏa công an tỉnh Liêu Ninh, người đã tham gia cứu trợ lũ lụt ở thị trấn Hồng Đầu Sơn, huyện Thanh Viễn, Phủ Thuận, đã giới thiệu tình hình mới nhất ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khác. Lý Hồng Kỳ cho biết, chúng tôi đang ở quận Tân Thành, núi Hồng Đô của huyện Thanh Viễn. Đội cứu hỏa của tỉnh chúng tôi đã triển khai 613 cán bộ và binh sĩ và 107 phương tiện cứu hộ. Nhiệm vụ chính đầu tiên là nạo vét. Các sĩ quan và binh sĩ của chúng tôi từ ngày hôm kia đến hôm qua đã khơi thông hơn 10.000 mét khối phù sa. Thứ hai là giao nước cho người dân. Chúng tôi đã điều động 34 xe cứu hỏa đến giao nước cho người dân tại 24 điểm cấp nước. Lũy kế lượng nước giao nhận đã lên đến hơn 1.600 tấn. Thứ ba là chúng tôi triển khai 2 nhân viên giám sát phòng cháy chữa cháy ở mỗi khu trong số 7 khu tái định cư của các nạn nhân, phân phát một số bình chữa cháy, treo một số khẩu hiệu gợi ý và làm tốt công tác huấn luyện kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy cho các nạn nhân. Thứ tư, chúng tôi cũng cử một số lực lượng công an hỗ trợ ngành điện lực, căng cáp tạm và cấp điện trở lại. Đây là thảm họa lở đất lớn nhất với số người thương vong và thiệt hại nặng nề nhất ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị, một vụ lở đất ở huyện Chu Cử, tỉnh Cam Túc đã giết chết 1.765 người. Lưu vực sông Bạch Long, nơi có huyện Chu Cử ở tỉnh Cam Túc trong lịch sử, là một khu vực dễ xảy ra thảm họa địa chất. Từ huyện Chu Cử đến hạ lưu có 13 vụ lở đất và 12 rãnh dòng chảy bùn đá dọc theo sông Bạch Long, chỉ cách đó 17 km. Một số vụ lở đất này nổi tiếng khắp cả nước, chẳng hạn như vụ lở đất tại Liên Bộ, cách huyện Chu Cử 5,5 km về phía hạ lưu, đã trượt nhiều lần trong lịch sử, với thể tích khối tối đa hơn 60 triệu mét khối. Sông Bạch Long tạo thành hồ chắn nước ngập, nhấn chìm một phần quận Chu Cử. Vào tối ngày thứ Bảy, lượng mưa phân bố cực kỳ không đồng đều đã xảy ra ở quận tự trị Tây Tạng Gannan, tỉnh Cam Túc. Và khoảng 22 giờ đêm hôm đó, có một trận mưa lớn bất ngờ ở thung lũng Sơn Yến ở phía bắc huyện Chu Cử và những ngọn núi ở Thượng Lưu, Lạc Giang Ngư. Lượng mưa lên tới hơn 80mm trong vòng 1 giờ và thỉnh thoảng có sấm sét. Nhưng người dân ở đây không biết rằng một trận lở đất khổng lồ đang hình thành ở vùng núi phía Bắc. Khoảng 0 giờ ngày Chủ nhật, từ trên núi phát ra tiếng ầm ầm kỳ lạ, càng lúc càng gần, mặt đất và nhà cửa cũng rung chuyển. Lý Nguyên Tân, người đang tận hưởng không khí mát mẻ ở quảng trường Xuân Giang trong quận, đang muốn về nhà thì đột nhiên có một tia chớp lóe lên. Ngay lúc đó, anh nhìn thấy bùn giống như khói đen cao hơn chục mét từ trên cao đổ xuống và tiếng đá lăn xuống như sấm. Một số người xem náo nhiệt trên nóc tòa nhà bị gió thổi bay do sóng lớn sạt lở đất.
lở đất từ thung lũng Sơn Yến và Lạc Giang Ngư ở phía bắc huyện Chu Cừ cuốn trôi và chôn vùi làng Sơn Yến, làng Nhạc Viên, làng Trung Trang và một phần của huyện Chu Cừ gây ra thảm họa thiên nhiên với 1.756 người chết và mất tích. Dòng mảnh vụn tích tụ hơn 1,8 triệu mét khối và phần đầu của dòng mảnh vụn đổ vào sông Bạch Long tạo thành hồ chắn khiến mực nước dâng cao nhanh chóng và một khu vực rộng lớn của quận Chu Cừ lại bị ngập lụt. Tam Yến Dục và Lạc Gia Ngư đều là mương lở đất và lở đất đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Toàn bộ quận Chu Cừ thực tế được xây dựng trên một cơ thể hình quạt được hình thành bởi sự tích tụ của các vụ lở đất trong một thời gian dài. Trước đó, dự án kiểm soát dòng chảy mảnh vỡ được triển khai ở thung lũng Sơn Yến, nhưng do thiếu kinh phí theo dõi và các lý do khác, dự án kiểm soát không được hoàn thành theo kế hoạch. Sau đó mở rộng đô thị, một số lượng lớn các tòa nhà ở quận Chu Cừ và các ngôi làng và thị trấn lân cận được xây dựng ở thung lũng Sơn Yến. Ngoài ra, từ khi bắt đầu mưa lớn đến khi xảy ra sạt lở đất mất khoảng 2 giờ, nhưng dự báo và cảnh báo không được đưa ra kịp thời. Điều này càng làm trầm trọng thêm thiệt hại của lở đất. Theo ghi chép trong hồ sơ của Thủy Văn cho biết, núi Chu Cừ được bao phủ bởi núi và núi. Và tất cả các ngọn núi đều xanh, dân làng địa phương kể lại rằng có rất nhiều cây lớn trên các ngọn núi xung quanh huyện Chu Cừ. Một người khó có thể ôm được. Các hoạt động của con người như phá rừng và canh tác quá mức trong những thập kỷ gần đây đã biến khu rừng nguyên sinh thành những ngọn đồi và dạng núi cằn cỗi xói mòn đất ngày càng gia tăng, làm tăng đáng kể tần suất và cường độ của các thảm họa địa chất như lở đất. Tại thung lũng Khuất Tam Nghiên đã xảy ra 11 trận lở bùn lớn trong vòng 30 năm qua và 6 đợt bùng phát dịch bệnh trong vòng 50 năm qua với quy mô ngày càng lớn và thiệt hại cũng ngày càng lớn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!